và các bạn đến với chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Đây là gian bếp mà mọi người đều mong ngóng, bởi vì chúng ta sẽ có rất nhiều những món ngon được đề cập tới. Có lẽ quý vị đã quá quen với một câu hỏi: hôm nay nhà mình ăn gì nhỉ? Rất nhiều người nội trợ cảm thấy băn khoăn, những món thông thường đôi khi khiến chúng ta cảm thấy hơi nhàm chán. Vậy hãy đến với gian bếp của chúng tôi để có được những món ngon, hấp dẫn, dễ làm, dễ kiếm nguyên nhiên liệu, để làm sao tạo nên những bất ngờ dành cho những người thân của mình. Và ngày hôm nay sẽ là một món rất thú vị. Món gì mà anh Tùng không biết, nhưng mà có nguyên liệu chính đó là cá tím này và thịt bò nữa. Và điều đặc biệt đó là với những nguyên liệu này, chúng ta sẽ tạo nên một món ngon với bàn tay của đầu bếp A Lành Nghĩa. Chào anh. Chào em. Hôm nay thì với những nguyên liệu đơn giản thì mình phải làm sao cho chúng ta có những cái bữa ăn nó rất là hấp dẫn. Món hôm nay của chúng ta là món gỏi bò cà tím. Gỏi bò cà tím. Wow, nghe có vẻ thì dễ ăn rồi. Lúc trước là chúng ta ăn cà tím thì chúng ta chỉ có nướng thôi, không? Thì dạ, bây giờ chúng ta sẽ làm với một cách khác, làm một món xà lách để chúng ta có thể là ăn trước khi chúng ta ăn vào một món chính. Rồi bây giờ việc trước tiên là chúng ta xem nguyên liệu ha: thịt bò nè, cà tím nè, rồi hành tím, chanh, ớt, lá húng lủi, ngò, bột bắp và một số gia vị ở nhà chúng ta đều có hết. Okay. Rồi vấn đề bây giờ sẽ là thao tác làm sao để toàn bộ chỗ nguyên liệu này trở thành một món ngon. Bây giờ chúng ta sẽ cắt cà tím ra thành từng lát xéo ha. Các bạn có thể là cắt dày mỏng hay không là tùy do mình thôi. Rồi bây giờ bạn có thể cắt như vậy thôi. Rồi nhưng mà bạn nhớ là khi chúng ta cắt cái này, chúng ta sẽ ngâm vào trong nước, chúng ta sẽ bỏ vào và chúng ta sẽ mang đi rửa khoảng 1-2 lần để trong lúc là cái mụ ở cái nhựa đó ra thì nó không bị thấm ngược trở lại. Mình sẽ rửa đi ra để mình bỏ đi cái gì đó đi. Vâng, trong lúc mà em hỗ trợ đầu bếp xử lý cà tím thì anh làm gì vậy? Anh sẽ cắt thịt bò. Cắt thịt bò. Thịt bò thì rất là quen thuộc đúng không? Dạ. Đây thì chúng ta sẽ cắt theo sớ, mà chúng ta cắt sớ ngang nha. Các bạn nhìn cái sớ này nè. Đây, thấy cái sớ nó xuôi đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải cắt thịt bò làm sao theo cái sớ ngang để khi mình cắn mà nó không có bị dai. Rồi các bạn phải cắt miếng thật là mỏng nha. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đem đi rửa. Rửa qua nước đi. Sau khi em rửa xong cái đó thì chúng ta đến tiến hành là chúng ta sẽ ướp cái thịt bò. Quả đúng như những gì mà anh A Lăng Nghĩa đã chia sẻ. Khi mà Mạnh Tùng rửa cái nước đầu tiên ấy, thấy nước rất là đục và đúng là có cái màu hơi nhờ nhờ, như kiểu như là nhựa nó phai ra đúng không anh? Đúng. Nếu mà mình không biết, mình cứ thế ngâm xong lại cho vào thì cũng bằng ngoài nhé. Rồi, để cho cái bò của mình nó không có khô khi mình xào lên thì chúng ta cho một ít bột bắp vào. Dạ. Vào và một ít dầu ăn, hạt nêm, tiêu. Dạ. Ta cho vào. Thì với cái lượng là khoảng 200g bò này thì chúng ta cho khoảng chừng nửa muỗng hạt nêm. Rồi một ít tiêu nha, cho khoảng một muỗng bột bắp. Rồi chúng ta áo cái phần bò ngoài cho nó đều lại với nhau. Đúng rồi, trong lúc cho cái phần bò này nó áo nó thấm đều thì chúng ta sẽ chuyển qua làm rồi sót để lát mà chúng ta sẽ trộn vào trong cái phần này. Dạ. Thịt bò thì chúng ta để vào một bên để cho nó thấm đi. Rồi chúng ta sẽ cắt một ít chanh, chúng ta bắt ra. Chúng ta phải làm cái nước sốt thì theo cái định lượng là một chanh, một mắm, hai đường. Nếu các bạn mà sử dụng nhiều thì các bạn lấy một cái chén lớn hơn, mà bạn sử dụng ít thì là lấy một cái muỗng nhỏ thôi. Thì chúng ta cứ theo định lượng là một chanh, một mắm, hai đường. Rồi trong lúc em bắt chanh thì ở đây anh sẽ cắt một ít cái hành tím. Yeah. Sẽ cắt mỏng và để chúng ta trộn vào chung với thịt bò của nãy của mình này. Yeah. Rồi để cho cái hành tím này nè của mình nè mà nó bớt đi cái mùi hăng. Yeah. Thì em rửa nó qua nước nha, rồi mình rửa qua nước hoặc là mình có thể là ngâm qua nước đá cũng được. Cái đó thì nếu mà rửa qua nước thì cái này chúng ta cắt mỏng rồi chúng ta rửa 2-3 lần thì chúng ta thấy cái mùi hành nó bớt hăng lên. Rồi với cái lượng đó thì chúng ta cỡ như đây là đủ, cỡ chừng 3 củ hành tím như là đủ. Đúng là đầu bếp quý vị ạ. Anh A Lăng Nghĩa vừa sát hành vừa nói chuyện Mạnh Tùng, mặt ngước lên như vậy, cỡ như Mạnh Tùng chắc là xong bàn tay mình còn từng này. Thôi em đi rửa nhá. Rồi em đi rửa đi. Thì ở đây chúng ta có phần ớt hiểm. Thì nếu chúng ta muốn thích ăn cay nhiều á thì chúng ta sử dụng ớt hiểm. Còn nếu mà muốn cay ớt thì chúng ta sử dụng những cái ớt sừng mà loại mà không có cay nhiều á thì chúng ta sử dụng cái đó vào, vừa có mùi ớt mà nó làm cho cái món ăn của mình nó có cái màu đỏ đẹp. Mà màu đỏ thì thường thường nó rất là thu hút cái người ăn khi mà nhìn vào thấy cái màu đỏ, làm cho mình cảm giác thèm thuồng hơn.
Dạ. À, đối với quả ớt này thì mình sẽ sơ chế thế nào anh? À, mình chỉ cần cắt ngang thôi. Và chúng ta ngoài đó thì chúng ta có thể là cắt thêm một ít cái ngò rí, cắt nhuyễn ra, chúng ta để bỏ vào trong cái nước mắm để chúng ta trộn vào chung với thịt bò. À, nếu khó như vậy thì em làm nữa. Cái gì khó này thì để em làm đúng rồi. Rồi, trong lúc em làm thì anh sẽ pha cái nước mắm. Dạ. Chúng ta sẽ múc đường nha, các bạn để ý kỹ nha, là đường chúng ta sẽ múc bằng như vậy thôi nha. Rồi, chúng ta sẽ múc 2 muỗng. Rồi, kế tiếp là chúng ta sẽ cho 1 muỗng nước mắm. Và cái định lượng này nếu mà bạn là người Bắc thì bạn có thể giảm lượng đường dạ. Ha. Còn nếu mà bạn là người Sài Gòn thì bạn có thể giữ nguyên cái định lượng này cũng được. Còn nếu bạn thích ăn ngọt hơn thêm một chút thì bạn có thể cho thêm. Rồi, chúng ta vẫn là 1 muỗng chanh. Dạ. Bạn nhớ phải múc đầy thật đầy nha. Chỉ là 1 chanh, 1 mắm, 2 đường. Rồi, chúng ta sẽ quậy đều này ra. Các bạn đã có được một cái hỗn hợp rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần cắt ngò bỏ vào. Rồi, tan hết chưa em? Dạ, tan hết rồi. Rồi, chúng ta có thể cho phần ớt lúc nãy vào. Ở đây Mạnh Tùng cho hơi nhiều ớt một chút bởi vì Mạnh Tùng thích ăn cay. Còn như quý vị thì giống như anh Alan Nghĩa vừa chia sẻ, chúng ta cho theo vị của mình. Rồi, bây giờ là chúng ta thấy là có màu đỏ, màu xanh và cái phần sốt, đúng không? Có phải trộn đều. Thì chúng ta có thể trộn đều qua hả? Việc kế tiếp là chúng ta sẽ xào thịt bò. Thì để cho thịt bò mình không có dai thì mình phải để cho cái dầu, cái chảo mình thật là nóng. Em cũng muốn hỏi anh một chút, đó là khi mà mình xào thịt bò á, hay là các loại thịt nói chung ấy, hay có tình trạng là nếu mà mình không để ý nó hay ra nước á, vậy làm sao mình hạn chế được cái vấn đề này? Thì chính là hồi lúc nãy các bạn thấy tôi bỏ bột bắp vào, đúng không? À, cho nó xe cái mặt ngoài đúng không? Đúng rồi, vừa xe mặt ngoài mà vừa rút hết cái lượng nước trong đó, khi các bạn ăn với thịt bò nó vẫn còn nước. Thịt bò thì chúng ta chỉ vừa chín tới thôi các bạn. Dạ. Còn có thể là hơi hồng hồng. Và sau đó là mình phải chuẩn bị ngay một cái mới chứ không được cái cũ. Đúng chính xác, bởi vì khi mà đồ ăn chín với đồ ăn nóng mình không được để chung. Dạ. Rồi, bây giờ là cái bò của chúng ta là xong rồi đúng không? Thì tiếp là chúng ta sẽ chiên cái phần cà tím. Dạ. Chúng ta cho dầu vào nha. Các bạn cho đừng nhiều quá, có thể là vừa đủ áp mặt cái phần cà tím thôi. Rồi, chúng ta có thể chiên. Bởi vì cái này nó rất là mau vàng hả các bạn? Các bạn phải để ý. Anh, chiên cỡ này được chưa anh? Thì cỡ như vậy là được rồi. Dạ. Các bạn cho nó khoảng vàng nhạt thôi nhé. Không cần vàng lắm. Rồi, khi các bạn làm một lần rồi mà chúng ta muốn làm thêm một lần nữa, chúng ta vớt này ra thì chúng ta phải để cho cái phần dầu á sôi nóng lên lần nữa thì chúng ta mới cho vào nữa. Anh ơi, em thấy việc chiên này cũng phức tạp lắm, chắc là để em giúp anh nha. Rồi, cảm ơn em nhiều lắm. Đó là một món ăn muốn đẹp hay không thì chúng ta sẽ chọn một cái dĩa cho nó thích hợp ha. Kỳ này tôi sẽ chọn một cái dĩa là một cái dĩa hình chữ nhật, và để cho nó đẹp hơn cái dĩa chữ nhật thì tôi sẽ đi một cái đường xéo từ cái đầu bên đây qua sang đầu bên đây. Rồi, chúng ta sẽ gấp từng miếng cà. Đây là những miếng đầu thì chúng ta có thể là chọn những miếng nhỏ hơn chút. Rồi, kế tiếp là cái phần bò hồi nãy chúng ta đã xào ra ngoài, các bạn thấy không? Rồi, chúng ta sẽ cho vào trong một cái phần nước mắm của chúng ta trộn hồi nãy. Rồi, ta quậy đều lên. Ta cho vào cái phần bò hồi nãy mình đã ướp. Rồi, kế tiếp là chúng ta cho một ít cái phần hành tím. Thì các bạn sẽ cho vào ngay chỗ giữa cái phần cái dĩa của mình. Để cho cái dĩa gỏi mình nó đẹp hơn thì tôi sử dụng một ít cái rau húng lựu. Thông qua một vài thao tác thôi mà chúng ta có thể nhìn thấy món này trở nên sinh động hơn rất nhiều rồi. Bây giờ em xin phép em thử qua anh nhé. Em xin mời em. Người ta nói là học ăn, học nói, học gói, học mở. Ăn món này thế nào anh? Thì em gấp một miếng cà một cộng với rồi một miếng thịt bò. Mình quật lại ăn với nhau anh. Rồi em cứ để vào trong miệng ăn. Ừ.
có lẽ em phải miêu tả hơi mất thời gian một chút. Với những nguyên liệu hết sức đơn giản, chỉ có bò này, cá tím này, thêm những quả chanh rồi hành tím, nhưng mà chúng ta có được một món ngon mà đặc biệt là hương vị khá là độc đáo. Khi mà ăn kèm cá tím này với thịt bò thì hương vị hòa quyện với nhau, mức độ dai dai nhưng không quá dai của thịt bò kết hợp với cái mềm của cá tím, đặc biệt là cá tím sau khi chiên xong nó rất là thơm, đặc biệt là em thấy độ chua cay mặn ngọt nó rất là đều, một món ăn rất ngon. Và quan trọng là chúng ta đã biết được cách làm sao để món ăn này toát được hết cái vị ngon cũng như là vẻ đẹp khi mà chúng ta có thể trang trí một cái đĩa rất là nghệ thuật thế này. Cảm ơn anh Alan Nghĩa rất nhiều đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay và giúp cho Mạnh Tùng cũng như quý vị khán giả của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày có thêm được một món ngon trong thực đơn của mình. Quý vị và các bạn thân mến, với món này chúng ta dễ dàng tìm được nguyên vật liệu và cách làm cũng rất đơn giản. Chúc quý vị sẽ thành công. Mọi thông tin và ý kiến đóng góp xin mời quý vị hãy gửi về cho chúng tôi thông qua địa chỉ email vuisongmoingay@chuthi.com.vn. Đến bây giờ thì Mạnh Tùng và anh Alan Nghĩa phải nói lời chào tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Xin chào!